Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và như hồi nãy Hoàng Vi có thưa đó là về những nhân vật đã chính thức ra tuyên bố là ví dụ như người dân chủ thì ủng hộ cho ứng cử viên Cộng hòa và ngược lại Cộng hòa thì ủng hộ cho ứng cử viên dân chủ. Bà Tulsi Gabbard, thưa quý vị, vừa tuyên bố là một thành viên đã từng là dân biểu bên phía Dân Chủ ủng hộ ông Trump cái là ông bổ nhiệm bà cùng với ông Robert F. Kennedy vào cái nhánh mà chuyển giao quyền lực cho năm 2025 nếu như mà ông đắc cử. Và bà Gabbard được biết là cũng đang chuẩn bị cho ông Trump để một cái sự kiện vô cùng quan trọng mà không có biết sẽ diễn ra hay không. Vì sao Hoàng Vi nói như vậy? Đó là cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris vào ngày 10 tháng 9 sắp tới trên đài ABC. Vì sao chúng tôi nói là sự kiện này quan trọng lắm? Đây là sự kiện rất quan trọng dĩ nhiên là bởi vì cử tri Mỹ bữa giờ nghe hai bên cứ đứng ra hai sân khấu và gáy không à và bây giờ sẽ là lần đầu tiên được nhìn thấy hai ứng cử viên trực tiếp đứng cùng một cái màn hình trên cùng một cái sân khấu để mà đấu khẩu trực tiếp để mà so găng với nhau và được nhìn thấy cử tri sẽ nhìn thấy một cái bức tranh nó toàn cảnh hơn thưa quý vị nhưng mà bây giờ đến bây giờ sự kiện này không biết có diễn ra hay không là bởi vì quý vị biết là cả hai đang tranh chấp nhau cái vấn đề với cái micro cái micro như Hoàng Vi nói vào tuần vừa rồi Nó tưởng là nó chỉ đứng đó Vô thưởng vô phạt thôi Nhưng mà không ngờ là nó cũng có cái quyền lực dễ sợ Và bây giờ đang cả hai đang tranh chấp dựa trên cái micro Bên phía ông Trump Ban bệ tranh cử của ông á, Thì nói rằng á, là phải mute Tắt cái micro đi Giống như cái giao ước đã từng đưa ra trước đây với ông Biden Bên phía bà Harris thì nói Không, mở lên <laughs> quý vị tự nhiên bức hình lệnh hoàng viên nhớ quý vị có để ý này giống như chuyện của một cặp vợ chồng trong gia đình vậy đó là ông ông chồng thì muốn là coi đá banh bật lên football cho tôi bà vợ nói không bật truyền hình thực tế cho tôi coi hai vợ chồng cầm cái remote bật qua bật lại bật qua bật lại cuối cùng là cái tivi nó bùm cháy luôn trở lại cái câu chuyện kỳ này ông trump bên phía ông trump thì muốn là tắt đi còn bên phía bà harris thì muốn là mở lên vì sao bà Harris lại muốn mở cái micro lên thưa quý vị? Quý vị nhớ là bà có cái câu nói kinh điển khi mà bà so găng, bà tranh luận với lại ông Mike Pence là cựu phó tổng thống dưới thời ông Trump. Trong cái cuộc bầu cử năm 2020, lúc đó bà vai trò là phó, đi sẽ so găng tranh luận với phó. Thì lúc mà bà đang nói đó, ông Mike Pence mà sớ rớ bước vô, bà có quay qua nói là Mr. Vice President, I'm speaking. Quý vị nhớ không? và ông Pence ông chừng bước ông chung bước lại thiệt nhưng mà cái cuộc so găng năm nay á Mike Pence không phải là Donald Trump quý vị biết ông Trump dữ dội hơn nhiều lanh hơn nhiều hoạt khẩu hơn nhiều hoạt ngôn hơn nhiều và sẵn sàng nhảy vô bất cứ lúc nào hơn nhiều vậy tại sao bà Harris muốn phải mở cái micro lên chứ không giống như hồi của ông biden ông biden là muốn tắt đi để cho ông biden nói bởi vì thưa quý vị ông biden hiền hơn nhiều ông biden cùng lắm quay qua nói được câu quý vị cũng nhớ hơn câu kinh điển của ông biden can you shut up man ông chỉ nói được cái câu đó thôi mà ông trump cứ tiếp tục nhảy vô và nhiều lúc biden cứ đứng chỉ có lắc đầu lắc đầu tại sao bà harris muốn như vậy thưa quý vị thì có thể là ban bệ tranh cử của bà harris nghĩ rằng bà đủ cái uy bà đủ cái sắc bén và đặc biệt là họ muốn là bộc lộ để cho cử tri được nhìn thấy ông Trump lo, lo choi, ông Trump nhảy vô và cắt ngang người khác và đặc biệt là bà muốn là mở cái miếng lên để trong lúc ông Trump nói thì bà có thể cũng nhảy vô và đánh bật và cho đó là những cái statement nó không đúng sự thật thì đó là quan điểm bên phía bà Harris nhưng mà quan điểm bên phía ông Trump thì sao? Mặc dù ban bệ tranh cử của ông thì muốn cái micro nó phải tắt đi nhưng mà cựu tổng thống thưa quý vị trong một cái cuộc phỏng vấn vào tối ngày thứ hai hôm qua ông nói là tôi chơi chơi à, tôi đâu có sợ và đây mới là cái cái khẩu khí của ông Trump. Ông không có sợ chỉ sức. Thậm chí là ban bệ tranh cử mà soạn bài cho ông, ông cũng chẳng dùng luôn. Ông thích nói theo ý của mình. Và vì đó là Trump. Và vì hai bên cứ tranh cứ tranh cãi với nhau về chuyện cái micro cho đến giờ này cũng chưa biết là chúng ta có được xem show hay không thưa quý vị. Nhưng mà ông Ted Cruz, ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas, ông nói là ông Trump làm ơn, làm ơn, hãy chấp nhận cái cuộc tranh luận này đi và whatever bất cứ một cái stupid một cái rule nào mà nó stupid của bên phía bà Harris đưa ra chơi đi ông Trump là vì sao họ vẫn tin rằng ông Trump có thể nghiền nát được bà Kamala Harris và cử tri Cộng Hòa đang sức muốn nhược nhìn thấy ông Trump đấu với lại đối thủ của mình sau cái khí thế vừa qua đặc biệt là trong cái đại hội đảng dân chủ, cái khí thế bên phía bà Harris đang lên và ông Trump cần một cái gì đó để bơm vô cho cử tri của ông, một cái khí thế mới và cuộc tranh luận này là cái sự mong đợi của cử tri Cộng hòa MAGA nói riêng và cả cử tri cả nước nói chung thưa quý vị. Và vì vậy, ông Ted Cruz cũng như những cái đồng minh khác của ông Trump đang nóng lòng sốt ruột và muốn được nhìn thấy cái cuộc tranh luận này. Đó đó là cái câu chuyện về cái cuộc tranh luận tổng thống một lần nữa hoàng vi vẫn cho là nó rất là quan trọng nhưng mà cho đến giờ phút này thì không biết có diễn ra hay không một cái câu chuyện khác hoàng vi cũng muốn gửi đến quý vị liên quan đến ông thống đốc của tiểu bang california ông Gavin Newsom thưa quý vị. Lúc mà trên đường lái xe chúng tôi đọc thấy một cái tin breaking news nổi lên là có một cái bài nhận định người ta cho là Gavin Newsom dạo gần đây hờn tuổi với Kamala Harris lắm. Cho nên quý vị thấy là kể từ sau ngày 23 tháng 7 á, lúc mà ông Biden tuyên bố chính thức là vào chủ nhật hôm đó ông trao truyền ngọn đuốc cho bà Harris. Người ta nhìn thấy Newsom kiệm lời lắm. Không có lăng xê, không có tung hô Harris như trước đây ông ấy làm với ông Biden. Và người ta cho rằng là Newsom đã thất bại trong cái chuyện mà chạy đua ganh đua cạnh tranh với lại bà harris để mà đứng cái một cái cuộc bầu cử như thế này đó là cái ý của một cái bài nhận định người ta đưa ra như vậy nhưng mà thưa quý vị quý vị quên rằng kể cả lúc ông biden đang đứng cái và kể cả lúc người ta thường xuyên hỏi rằng là ông có muốn ra mà đặt tranh cử tổng thống hay không Thậm chí là ông có muốn cùng với bà Harris hay không? Hay là ông thay bà Harris trong trường hợp mà ông Biden không ra hay không? Thì ông Newsom nhất mực là nói là không, chắc quý vị còn nhớ cái câu chuyện đó. Nhiều người thậm chí nói rằng là ông Newsom, ông đang chuẩn bị và bởi vì làm thống đốc, cái chiếc ghế thống đốc một cái tiểu bang California, một tiểu bang vàng, có cái nền kinh tế thứ năm trên thế giới và cũng là một những một trong những tiểu bang lớn nhất của nước Mỹ. Làm thống đốc thì ngon hơn nhiều và ông muốn có một cái sự chuẩn bị, ông còn 2 năm nhiệm kỳ nữa, có thể xong cái nhiệm kỳ thống đốc này thì năm 2028 Gavin Newsom sẽ đường hoàng và bước ra và tranh cử đại diện cho bên phía dân chủ. Thì đó là cái câu chuyện mà người ta vẫn đang bàn với nhau nói cho đầy đủ trong cái đại hội đảng dân chủ toàn quốc vừa qua lúc mà ông Newsom dẫn dắt cái phái đoàn đại biểu dân chủ đi dự ở chicago thưa quý vị thì ông cũng có một cái màn trình giới thiệu rất là long trọng rất là đặc biệt dành cho bà kamala harris nhưng mà trở lại với chiếc ghế thống đốc nè như chúng tôi nói chính vì tiểu bang california là một tiểu bang rất là lớn tiểu bang vàng của nước mỹ cho nên cái chiếc ghế thống đốc á, là bao nhiêu người dòm ngó ngày hôm nay có một cái câu chuyện có một nhân vật thưa quý vị cũng là một cái nhân vật tiềm năng có thể sẽ ra để mà tranh cái chiếc ghế thống đốc của tiểu bang đó là ông steve hilton là một người đã từng là bình luận viên tin tức ở trên fox news và là cựu cố vấn của cựu ngoại trưởng anh là ông david cameron bây giờ ông này á, đang là thương gia có một cái công ty khởi nghiệp về công nghệ đó ngay tại thung lũng Silicon Valley. Và đặc biệt nhân vật Steve Hilton này là một người ủng hộ hết nức cho cựu tổng thống Trump và JD Vance có xuất hiện trong những cái bữa tiệc gây quỹ của ông Trump rồi và là một người cộng hòa thưa quý vị. Thì ông Hilton này á ở California là từ năm 2012 đến năm 2021 ông trở thành ông có quốc tịch Mỹ rồi sau đó ông gia nhập vào giới chính trị, rồi ông bình luận tin tức ở trên đài Fox. Bây giờ thì ông không còn bình luận nữa nhưng mà vẫn xuất hiện để mà gọi là khách mời và có những cái 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 nhận định về chính trị của mình đó. Thì bây giờ giới tài phiệt và kể cả giới chính trị ở San Francisco họ đang kháo nhau là có thể nhân vật này sẽ gia nhập vô một cái line rất là dài dằng dặc ở bên phía đảng dân chủ đang muốn là tranh đua chiếc ghế thống đốc của tiểu bang California, một lần nữa, một tiểu bang xanh và rất là lớn có thể nói không hoa là lớn nhất ở trong nước Mỹ luôn. Thì bây giờ nhân vật này là bên phía Cộng hòa. Và tiểu bang California không phải là cái gì cũng thơm đâu. Nó còn những cái vấn đề ví dụ như cái tình trạng homeless tràn lan quý vị biết, rồi về chuyện là về cái giá tiêu dùng cái đời sống của California cũng rất là cao, quý vị cũng biết. Rồi có cả những cái chuyện là tỷ lệ trộm cắp tội phạm cũng không phải là thấp đâu, quý vị cũng đã biết. Đó là những cái thử thách. Nhưng mà nói gì thì nói, chiếc ghế thống đốc phải nói là rất là nhiều người mơ ước và muốn có. Nhưng mà dĩ nhiên thưa quý vị, dĩ nhiên là cái cuộc đua cho cái chiếc ghế thống đốc này nè nó sẽ nó sẽ bị chi phối rất nhiều với cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Bởi vì nếu như Chủ nhân của Tòa Bạch Ốc là một thành viên Dân Chủ, cụ thể là bà Kamala Harris, thì chắc chắn người dân của California và những nhân vật ứng cử viên bên phía đảng Dân Chủ chắc chắn là sẽ càng có được nhiều lợi thế. Nhưng mà nếu như California vẫn là một tiểu bang xanh đâu quý vị, nhưng chỉ khi nào ông Trump trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc, thì lúc đó những ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa như là ông Steve Hilton mà nãy giờ Hoàng Vi thưa mới được bơ một chút oxygen, để mà có đủ cái năng lượng để mà chạy đua cho chiếc ghế thống đốc. Và tiểu bang California mới lúc đó mới hy vọng là có thống đốc Cộng Hòa. Thì đó là câu chuyện về cái chiếc ghế mà rất là nhiều người dòm ngó thưa quý vị. Trong khi đó, ông Gavin Newsom, ông Gavin Newsom trong thời gian sắp tới đây sẽ phải đối diện với một số những cái dự luật mà quốc hội của tiểu bang vừa mới đề đạt chuyển qua bàn thống đốc đó. Nhưng mà không biết là ông sẽ ứng xử sau đây nè một trong những cái dự luật mà Gavin Newsom đứng neutral, có nghĩa là ông không có tán dương, ông cũng không có phản đối và nó vừa mới được thông qua ở quốc hội tiểu bang vào ngày hôm thứ hai vừa qua. Đó là cái dự luật yêu cầu các cái trường đại học công ở California phải tuyển dụng những sinh viên không có giấy tờ thưa quý vị. Và Gavin Newsom một lần nữa là chưa biết sẽ ứng xử sau đây liệu có ký để ban hành thành luật hay không. Bởi vì từ bữa tới giờ ông không có lên tiếng ủng hộ hay chống đối. Người giới thiệu cái dự luật này ra quốc hội của tiểu bang là ông David Alvarez, một thành viên dân chủ ở San Diego. Cái dự luật có tên là 2586, Bill 2586 đưa ra từ hồi tháng 2. Theo đó đó yêu cầu các cái trường đại học của UC, là California này nè mà có 26 campus. Đây là cái hệ thống trường đại học lớn nhất của nước Mỹ. Và họ yêu cầu là phải tuyển dụng những cái sinh viên mà không có giấy tờ. Đó có thể là những cái thành phần đa ca thưa quý vị, tức là theo cha mẹ vô Mỹ từ nhỏ rồi lớn lên rồi đi học mà không có giấy tờ. Mà bên phía dân chủ thì đang rất là muốn được thông qua tạo một cái lộ trình cho những cái thành viên đa ca này, họ không biết nơi nào khác ngoài Mỹ là quê hương của mình được quyền có được quyền trở thành quốc tịch Mỹ. Nhưng mà bây giờ cái chương trình DACA đang bị tạm hoãn, đang bị frozen. Và những người này vẫn là những sinh viên không có giấy tờ. Và bây giờ đó những nhà lập pháp bên phía dân chủ tiểu bang của Cali muốn là giúp đỡ cho những sinh viên mà không có giấy tờ có cái cuộc sống tốt hơn, tìm được cái công việc hơn bởi vì họ bị họ bị ràng buộc với một số những cái điều kiện là không có giấy tờ hợp pháp thì không có đi làm, không có work permit được thưa quý vị thì đây là cái lộ trình mà các nhà lập pháp bên phía dân chủ đang giúp cho những cái di dân mà không có giấy tờ như thế này và ngoài ra có một cái chương trình nữa mà, mà mà quý vị chắc cũng biết đó là California cũng trở thành một trong những cái tiểu bang có thể là tiểu bang đầu tiên trên nước Mỹ đó mà cho phép những di dân mà không có giấy tờ đó được quyền mượn nợ để mua nhà bây giờ cái vấn đề là lender là nhà băng á người ta có cảm thấy an tâm để mà đưa một cái gói nợ để mà cho phép phê chuẩn một cái gói nợ cho những di dân không có giấy tờ hay không thì đó là chuyện của nhà bang nhưng mà về chuyện chính quyền về chuyện lập pháp đó thì bên phía california cho phép những di dân này đứng ra rồi mượn nợ mà nếu mà có được cái nợ đó thì có thể đi mua nhà trong khi chưa phải là thường trú nhân hoặc là quốc tịch Mỹ thì đó là một số những cái chương trình để cho thấy là California và thực ra chúng ta cũng dễ hiểu bởi vì ông Gavin Newsom như cái hôm đại hội Đảng Dân chủ toàn quốc vừa rồi, ông có giới thiệu đó ông nói California tiểu bang vàng nền kinh tế một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và cũng là nơi mà dung chứa và là sức mạnh của di dân khắp nơi trên thế giới đến nơi này. Thì chính vì những cái điều đó mà California cũng tạo rất nhiều điều kiện cho di dân. Trong đó có cả những di dân mà chưa có hội đủ giấy tờ một cách hợp pháp thưa quý vị. Nhưng mà họ được mượn nợ, họ được đi học và sắp tới đây. Đó như chúng tôi nói, Gavin Newsom, ông thống đốc chuẩn bị đối diện với một cái quyết định rằng ông có ký để ban hành thành luật cái điều bắt buộc những đại học của UC phải tuyển dụng những sinh viên mà không có giấy tờ này hay không. Đại học UC thì nói rằng thống đốc phải cân nhắc rất là kỹ vì những gì đang diễn ra ở biên giới đó, cái chuyện mà khủng hoảng biên giới và di dân bất hợp pháp tràn vô và ký những cái luật như thế này á thì nó sẽ trigger nó sẽ tạo ra tranh cãi thì đó là một cái bài toán mà ông Gavin Newsom phải trả lời. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.